Xin chào cả nhà mình nha. Hôm nay ăn xài chua cả nhà ơi. Bữa nay Thư ăn xài non nè, chấm mắm đường cả nhà. Wow, ớt dữ dằn cả nhà ơi nè. Đó, chén mắm mình ớt, ớt dữ dội luôn á. Với một chén muối ớt nữa cả nhà. Nó chua mà nó thơm lắm nè. Ăn xài non mình phải để vỏ như nè, nó giòn mà nó cũng giảm cái độ chua nữa cả nhà. Nhỏ ha. Mình ăn xoài sun ca cả nhà. Không biết ai có biết cái xoài sun ca không? Cái xoài chua mà sống mà chua nhất luôn á cả nhà. Không có ăn bình thường nữa nha. Đâm một chén muối ớt, trèo lên cây ngồi ăn cho nó đó cả nhà. Thôi mà bể cái xài nó đập vô cái gốc xài nó bể bể ra nha. Ăn nó thơm làm sao, cái mùi nó thơm khác luôn nha ơi. Chấm miếng muối ớt nữa. Nhưng mà ăn xài này á, ăn miếng mắm đường cái nha, mấy mắm guốc là nó không có chua, nó hơi chua chua, nó ngon, chua chua ngọt ngọt. Phê cả nhà. Em thấy á, bây giờ có nhiều người đặt câu hỏi không nhỉ? Hỏi là sao bọn con gái tụi em thực dụng quá vậy. Nhưng mà cái vấn đề đó là không phải thực dụng đâu cả nhà, mà là thực tế. Bây giờ cuộc sống á, đâu có ai mà nói là một túp điều chanh hai quả tim vàng đâu, đúng không cả nhà. Mình muốn kết hôn, muốn tạo dựng hạnh phúc gia đình á, thì mình trước nhất là cái đầu tiên là phải lo được cuộc sống hàng ngày cả nhà. Khi mà muốn cưới vợ, lập gia đình đó, thì phải tính tới chuyện tiền tiêu, tiền ăn uống. Chưa tính tới là ăn ngon mặc đẹp nha cả nhà, ăn no mặc ấm thôi là phải tính tới vấn đề đó. Mình phải có bản lĩnh nuôi gia đình mình, phải có được đồng chi tiêu cả nhà, phải được nuôi được vợ con, nuôi được lúc mà sanh đẻ thì là cái hạnh phúc nó mới dài lâu cả nhà. Chứ không phải là người ta thực dụng mà người ta là bây giờ là thực tế cả nhà. Sống là phải thực tế, sống không có như trên phim được, không có ảo được cả nhà. Còn mấy bạn gái cũng vậy luôn. Bây giờ sống á, là mình đòi hỏi ở bạn trai là phải kiếm được tiền, có tiền nuôi mình. Nhưng mình phải biết là mình cũng phải kiếm tiền cả nhà, chứ không lúc nào phải xẻ tay xin tiền người ta được. Mình biết mình phải kiếm ra tiền để cùng cộng sự vô thì nó mới dư được cả nhà, hai người cùng làm thì mới tích lũy được. Chứ mà nói một người làm mà nuôi hai ba người là không bao giờ tích lũy được. Và lúc đó là bắt đầu sanh ra chuyện cãi vã trong gia đình, rồi bắt đầu có hạnh phúc đâu cả nhà. Em chưa lập gia đình nhưng mà em chứng kiến rất nhiều cái cuộc chia tay của ly tan gã luôn cả nhà. Nếu mà anh chị nào ở trong đây nào mà có kết hôn rồi thì chia sẻ cả nhà. Cái người kiếm ra được tiền ổn định kinh tế thì sẽ hạnh phúc hơn là cái người bấp bênh.
giống như là tuổi trẻ mà mới học xong 12 hay gì đó cái ra cưới vợ luôn, xong rồi bắt đầu là không có kinh tế cả nhà, không có công việc, rồi sinh con ra một đống nữa. Rồi lúc đó bắt đầu vợ chồng cãi vã, rồi tuổi trẻ nữa cả nhà bốc đồng đánh nhau rồi chia tay. Làm chia tay biết trời nhất là ai không? Mấy đứa con với cha mẹ già cả nhà. Vì bây giờ kinh tế có ổn định đâu, sống nhờ ông bà. Chia tay bắt đầu buồn bã, đầu ăn nhậu rồi con cái thì để ông bà lo nữa. Ở đâu cho 11 quãng đường dài rồi, từ nhỏ tới lớn là bắt đầu lo tiếp tục cho con cháu nữa. Bây giờ con trai hay con gái gì cũng vậy, sống thực tế, kiếm được đồng tiền, mình cảm thấy mình nuôi được gia đình nhỏ mình, chưa tính tới chuyện phụng dưỡng ông bà già nha. Đó. Mình ở trong gia đình cũng có tiếng nói hơn, cũng được mọi người tôn trọng hơn. Chứ còn bây giờ mà cứ nghĩ là yêu nhau ở bên nhau là hạnh phúc rồi, không có đâu cả nhà. Cái lúc yêu thôi, cái lúc yêu thấy cái gì cũng màu hồng hết trơn á. Rồi về đây cơm áo gạo tiền đi, rồi thấy nó tăm tối, cái màu xám bắt đầu nó lắng dần cả nhà, mà cái nó chuyển sang cái màu đen á là coi như là kết thúc rồi. Cho nên là chốt nhất là con trai là phải từ 30 tuổi kết hôn, 25 đến 30. Thứ nhất là tư tưởng là chín chắn nè, thứ hai là mình phải kiếm được một số vốn, mình xây dựng cái gia đình nhỏ của mình. Con gái cũng vậy, đừng cứ tới ngày nghỉ mình có chồng đại gia, lấy được chồng giàu, ăn sung mặc sướng, không cần phải làm gì, không có đâu. Mình đẹp cỡ nào mình mới xứng đáng với cái chữ đại gia cả nhà. Mà đại gia nó muốn lấy vợ nó cũng phải làm môn đăng hộ đối nữa, chứ đâu phải. Mặc dù ví dụ như là vợ không nghề, không giàu, nhưng mà kiến thức của người ta cao cả nhà. Đó, người ta phải có kiến thức, có bản lĩnh thì mới có được chồng giàu, có được đại gia săn đuổi, chứ đâu phải nghĩ tầm thường. Nhà tranh vách lá, nhan sắc thì hạn hẹp, mà rồi lấy chồng đại gia, rồi lấy chồng giàu, rồi đòi có người ăn cả ở hầu hạ, không có. Có chuyện đó không? Em nè, đến bản thân em nè, 30 mấy tuổi cả nhà, nhưng mà không dám lấy chồng, biết sao không? Vì mình nghĩ kinh tế mình chưa có lo được cho ai hết. Bản thân mình phải lo cho bản thân mình vẹn toàn thì mình mới bắt đầu nghĩ tới xây dựng gia đình cả nhà. Chứ giờ mình còn bấp bênh, mình nhào vô rồi để người khác ta bấp bênh với mình à. Cho nên đừng có ai mà con trai hở cái trách con gái thực dụng. Con gái thực dụng mà đời sống bây giờ là phải thực tế, phải nhìn nhận, là đi ra bước chân ra đường một chút xíu là được tiền. Tiền bây giờ trong túi không có đồng bạc nào dám đi ra đường không? Lỡ lũng bánh xe rồi khát nước tiền đâu ra? Bây giờ thì ai cũng nói tiền không quan trọng, mọi thứ đều mua bằng tiền hết, có mua được bằng áo nước đâu. Tối ngày nói tiền không quan trọng,
Không quan trọng là cơm lấy gì mua bằng lá mít à. Hay xin. Cái người xin ăn bây giờ cũng khó khăn nữa, chứ đừng nói là tới mà không kiếm tiền. Đấy, đừng nói cuộc sống là phải thực tế rồi. Cái này ăn xài này nó không thấy chua cả nhà. Nó giòn khấy. Ăn mà cay cay gì nè, nó mới ngon. Quá. Ê răng cả nhà. Miệng còn muốn ăn mà ê răng. Hẹn gặp lại cả nhà ở video tiếp theo nha. Bye bye cả nhà.